PGT, phân tích di truyền trước chuyển phôi. PGT là xét nghiệm phân tích di truyền trước chuyển phôi, giúp chọn lọc các phôi không bị lệch bội hay mang gen bệnh, hỗ trợ cho quá trình chọn lọc phôi được tối ưu hóa trước khi thực hiện chuyển phôi. Thực hiện xét nghiệm PGT có thể lựa chọn được phôi chất lượng tốt về di truyền, làm tăng khả năng đậu thai khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm IVF, giúp cho trẻ sinh ra được khỏe mạnh, không mắc phải những hội chứng cũng như bệnh di truyền, giúp cho khả năng thành công IVF cao hơn. Tại sao nên xét nghiệm PGT? Làm xét nghiệm PGT sẽ giúp cho tăng khả năng đậu thai, giảm tỷ lệ sảy thai, tăng tỷ lệ sống, giảm chu kỳ IVF cần thiết để mang thai, giảm nguy cơ mang đa thai, giảm nguy cơ trẻ sinh ra mắc bệnh đơn gen, tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện IVF. Ai nên làm xét nghiệm PGT? Tất cả các cặp vợ chồng thực hiện làm thụ tinh trong ống nghiệm và những cặp vợ chồng có phôi thụ tinh mang nguy cơ cao bị bất thường di truyền như phụ nữ chuẩn bị mang thai từ trên 35 tuổi, các cặp vợ chồng có tiền sử sảy thai nhiều lần, các cặp vợ chồng từng thực hiện IVF thất bại, yếu tố nam có bất thường tinh trùng nặng, các cặp vợ chồng đã sinh con bị bệnh di truyền, mang gen bệnh, bất thường nhiễm sắc thể, gia đình có tiền sử bệnh di truyền. Quy trình thực hiện PGT. Bước 1. IVF. Thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện và các phôi được nuôi trong môi trường nuôi phôi. Bước 2. Sinh thiết phôi, thu thập một lượng tế bào. Bước 3. Phôi bào sinh thiết ra được chuyển đến phòng xét nghiệm di truyền để phân tích. Bước 4. Các phôi có kết quả bình thường được lựa chọn để chuyển phôi, các phôi bình thường còn lại được đông lạnh để sử dụng về sau. Dựa vào việc phân tích di truyền lựa chọn được phôi chất lượng cao giúp cải thiện khả năng IVF thành công. Mọi chi tiết xin liên hệ khoa hỗ trợ sinh sản và nam học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tầng 3 nhà B, cơ sở 1 929 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại đặt khám 1900 6922 bấm phím 1.